Vâng, cùng quay trở lại với chương trình. Vừa rồi thì là giá hầu quan lớn đệ nhị. Vậy thì không biết là hai nghệ nhân ưu tú có thể cho khán giả hiểu rõ hơn vai trò của các quan lớn trong hệ thống tứ phủ được không ạ? Vâng, xin mời nghệ nhân ưu tú Lương Ngọc Đức ạ. Các cụ truyền lại cho chúng tôi thì ngũ vị tôn quan là mặc áo năm màu rất rạch ròi. Quan lớn đệ nhất là mặc áo màu đỏ tượng trưng cho hành hỏa. Quan lớn đệ nhị mặc áo màu xanh là tượng trưng cho hành mộc. Quan lớn đệ tam mặc áo màu trắng tượng trưng cho hành kim. Quan lớn đệ tứ mặc áo màu vàng tượng trưng cho hành thổ. Và quan lớn đệ ngũ mặc áo màu xanh lam tối lại tượng trưng cho hành thủy. Thế vậy là trong cái vũ trụ của chúng ta mà vạn vật sinh tồn được cũng nhờ vào ngũ hành. Và trong cả một con người này của mình, khỏe hay yếu, tồn tại hay mất đi cũng nhờ vào ngũ hành. Thì vậy đấy là năm vị thần tượng trưng cho ngũ hành, là để duy trì cái cuộc sống trường tồn của con người và của vạn vật. Vậy thì khi mà hầu về các giá quan lớn thì lề lối hầu, trang phục hay là vũ đạo thì phải ra sao để phù hợp với lề lối cổ truyền của chúng ta? Không biết là chia sẻ của nghệ nhân ưu tú Trần Thị Kim Huệ. Vâng ạ, khi mà các cộng đồng Bảo Đồng mà thực hiện lại các cái giá quan lớn thì lại còn cũng phải tùy theo từng cái tích của từng vị quan đó. Vâng, ví dụ như là quan lớn đệ nhất thì ngài chỉ khai cuông, rồi là ngài chứng cái đàn lễ thôi. Nhưng đến quan lớn đệ nhị thì thường thường là hay cầm một cái kiếm để các ngài làm việc, ngài múa, hoặc là ngài làm việc. Còn hoặc là đến quan lớn đệ tam thì lại ngài lại cầm hai thanh kiếm để ngài cũng múa kiếm. Rồi đến quan lớn tuần thì đến quan đệ tứ thì ngài lại chỉ là chứng cái đàn lễ, vì là quyền của ngài cai về bốn phủ thì ngài chứng cái đàn lễ đó. Nhưng còn đến quan lớn đệ tuần thì ngài lại cầm đao ngài đi đánh giặc. Ví dụ như là trong cái câu hát của quan lớn tuần là giặc Triệu Đà nó sang nó xâm lược nước mình, thì ngài cầm gươm đao ngài đi đánh giặc. Thì tất cả chúng tôi là những người hầu thánh thì thực hiện lại những cái giá đồng đó và các cái cung văn, mang lại những cái lời ca tiếng hát, truyền những cái thông tải, cái thông điệp đó để đến với các con nhang đệ tử cũng như là quý khách thập phương. Vậy thì trong cái trang phục này thì không biết là có những cái thay đổi tích cực hay là tiêu cực, nghệ nhân ưu tú Lương Ngọc Đức có những cái trăn trở gì không về cái trang phục đầu tiên? Nhìn chung là tôi thấy cái thay đổi về trang phục từ xưa cho đến bây giờ thì vẫn giữ được cái màu sắc, vẫn giữ được hình thức của cái áo như thế. Nhưng mà đến bây giờ thì nó được phát triển cực kỳ là đẹp, vô cùng là đẹp so với ngày xưa. Ngày xưa chúng tôi là chỉ có mặc cái áo lụa thôi, mình khô hoa ướt, đấy. Thế còn rất là đơn giản, nhưng đến bây giờ trang phục thì nhìn chung là chúng tôi thấy là so với ngày xưa thì là đã phát triển lên rất nhiều. Chỉ có một vài trường hợp nhỏ, trường hợp hãn hữu là làm sai đi với cái y phục cổ của chúng tôi ngày xưa. Áo tế thì tay nó thụng dài như thế này, nhưng áo lên đồng thì tay nó bút măng, nó còn nhỏ hơn cái tay áo này. Mà bây giờ có một số người, một số rất nhỏ cải biên để lấy cái áo tế vào để làm cái áo lên đồng. Hai nữa, mắt tôi đã nhìn thấy là khi hầu đồng, đây là cái nghi lễ dân gian, cho nên rằng nó rất gắn với dân gian, nó rất gắn với dân gian. Khi ngoài dân gian mình áo dài, khăn xếp thế này như thế nào thì đến cái ngồi đồng cũng vẫn áo dài khăn xếp, chỉ có cái thay đổi màu sắc thôi. Nhưng bây giờ tôi thấy có một số người đem những mũ cánh chuồn ra đội, cái thì mũ tai ngang, cái thì mũ tai thẳng, cái thì mũ tai trúc. Thế có hầu cả nữ thần thì đội cả mũ như là Dương Quý Phi. Cái ý là hoàn toàn sai với lại y phục truyền thống của chúng tôi. Nó lai căng vào của Trung Quốc, không có những cái ý. Cái mặt tiếp thứ ba tôi nhìn thấy là có những người mà hầu giá cô bơ, cái đuôi áo giá cô bơ phải dài tới 4-5 mét như thế này. Thế thì cứ lấy cái tính logic ra mà suy. Thế giờ cô bơi chèo mà đuôi áo dài 4-5 thước như thế thì ta có khoắng hết cả xuống nước để đắm thuyền luôn. Còn bây giờ thì kính mời quý vị và các bạn cùng đến với giá hầu Chầu Bà Đệ Nhị do nghệ nhân Đặng Thị Lan thể hiện. Và thưa quý vị, thanh đồng Đặng Thị Lan là một doanh nhân, nhưng vì có duyên với cửa mẫu thì năm 2003 chị đã ra trình đồng mở phủ, và từ đó đến nay thì chị vẫn luôn giữ trọn niềm tin với đạo mẫu. Thank you.
chất ý nghĩ linh tiêu lượng ban văn võ thần liền. Tiên thánh thượng ngàn sâm văn, tiên thánh thượng ngàn đông thương tuần quán giáng đàn chân đây. Ăn chèo gặp gành quan thấp lầu cao. Đến đây soi trong Nam Việt, soi về Sơn Trang, soi trong Nam Việt, soi về Sơn Trang. Tinh 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 tang tinh, tay múa hồi ngàn đôi hoa. Tinh 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 tang tinh, tay múa hồi ngàn đôi hoa. Biết bao thanh đồng chờ mong ban khen, biết bao thanh đồng chờ mong ban khen. Nghe tiếng khen mèo vàng về miền xưa, tiếng hát bên sườn núi sau lưng đèo người mèo ca hát, tiếng ai hát bên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi. Dòng ngư chơi bát thành ngũ hồ
treo bè lái hoan du lại về chầu dòng chơi ngàn mái ngàn mái.